XWatch số 1 bảo hành hậu mãi. XWatch đồng hồ thật, giá trị thật. Thu Hoài xin chào các khán giả yêu quý của E-Channel. Dưới 5 triệu thì dính chiếc đồng hồ Citizen Chronograph nào? Đây là một câu hỏi tưởng dễ nhưng mà lại rất khó bởi vì những chiếc đồng hồ Chronograph thì thường có giá khá là đắt. Những chiếc đồng hồ Citizen Chronograph 6 kim kiểu dáng thể thao mạnh mẽ dưới 5 triệu luôn được rất nhiều chàng trai săn đuổi cũng bởi vì sự khỏe khoắn năng động và giá cả rất phải chăng của nó. Và ngày hôm nay thì những chiến binh ấy là ai? Một Citizen Chronograph AN805506E. Đây là chiếc đồng hồ đánh gục các chàng thích sự đơn giản mà đầy đủ, gây ấn tượng cho người xem bởi chữ số lớn, có vẻ như là anh chàng muốn thể hiện sự mạnh mẽ và cơ bắp của mình. Kiểu chữ đơn giản dạng số dễ nhìn cũng khiến cho anh ta trông thân thiện hơn. Nhưng mà đừng nghĩ chiếc đồng hồ này không tinh tế, bởi vì việc kết hợp mặt số đen, tên thương hiệu và màu trắng khiến cho nó khá nổi bật và thể hiện đẳng cấp của mình chỉ bởi những màu sắc tương phản. Kết hợp với chiếc dây da hiện đại phủ lớp chống thấm bảo vệ khỏi sự phá hủy của mồ hôi tay. Với kích cỡ là 42mm xứng tầm là một chiếc đồ nam hầm hố. Tuy nhiên thì nó sẽ thích hợp hơn với anh chàng có chu vi cổ tay to, rơi vào tầm 19mm. Với những bạn có cổ tay nhỏ hơn khoảng 17mm thì mặc dù anh bạn này khá chênh lệch nhưng vẫn có thể tạm chấp nhận nếu như mà bạn muốn anh chàng thấy nổi bật trên tay mình. Công nghệ mạ PVD màu đen hoàn hảo tạo màu quyến rũ được đánh giá là một trong những công nghệ tuyệt vời nhiều năm trở lại đây. Kim được phủ dạ quang thì dù cho bạn có đang ở một nơi tối tăm như thế nào thì thời gian vẫn ở lại bên bạn. Độ chịu nước của chiếc đồng hồ này rất tiếc là chỉ có 50m mà thôi, nhưng mà bạn vẫn hoàn toàn có thể lặn dưới sông hoặc là đi mưa. Nếu một số người ham trò lướt sóng hay là lặn biển thì đây không phải là một lựa chọn tốt. 2. Citizen Chronograph AN352501L. Đây là một chiếc đồng hồ gây ấn tượng với mọi người về vẻ mặt màu xanh đầy nam tính, thực sự phù hợp với những người mạng thủy và mạng mộc. So sánh với chiếc 805506E thì chiếc đồng hồ này có vẻ tinh tế hơn về mặt số. Cảm giác là anh chàng này kỳ bí hơn rất nhiều so với anh chàng thật thà kia, sự trầm ngâm phủ lên màu xanh lạnh ngắt. Và khả năng chịu nước của chiếc đồng hồ này thì không cần phải bàn cãi khi nó lên tới 100m, không chỉ dừng lại ở vùng sông nước mà nó có thể hoàn toàn được sử dụng để đi lặn biển. Kích thước hầm hố với da mặt lên tới 45mm, đương nhiên nó cũng yêu cầu cổ tay của người đeo phải to hơn. Kích thước chu vi cổ tay phù hợp với chiếc đồng hồ này là 18-22,5mm. Và cuối cùng là Citizen Chronograph AN801501E. Nếu như mà chiếc AN805506E là một anh chàng thật thà và chân chất, AN352501L là một chàng trai đầy thần bí, thì AN801501E nổi bật với thiết kế có phần hầm hố, phong cách cá tính. Điểm cộng của chiếc đồ này là khả năng chịu nước lên tới 100m. Thứ hai là kích thước to bản lên tới 47mm, thực sự phù hợp với mức độ hầm hố và cá tính của model muốn thể hiện. Dây da đen ăn nhập với màu của mặt tạo nên một bản thiết kế đậm chất mạnh khó cưỡng. Thực sự đây là một chiếc đồng hồ nam tính nhất trong 3 chiếc đồng hồ vừa rồi. Bạn đã lựa chọn được cho mình chiếc đồng hồ nào trong 3 chiếc đồng hồ trên hay chưa? Hãy để lại ý kiến của mình trong những comment ngay dưới đây. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại! Các bạn đang theo dõi E-Channel, kênh review đồng hồ số 1 tại Việt Nam. Để cập nhật tất cả những video mới nhất và vô cùng hấp dẫn này của E-Channel thì hãy nhấn vào nút subscribe. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!